Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Hiện tại số lượng trái ác quỷ đã xuất hiện trong One Piece lên tới hơn 100 loại khác nhau. Mỗi loại đều đem đến một năng lượng bí ẩn và mạnh trong chiến đấu. Nó là nguồn gốc sức mạnh của những nhân vật khủng nhất trong thế giới hải tặc như các đô đốc hải quân, Thất Vũ Hải, Tử Hoàng. Bên ngoài, trái ác quỷ có đủ hình dáng và màu sắc, nhưng nhìn chung tất cả đều có hoa văn hoặc họa tiết xoáy. Chúng vô cùng khó ăn, vị của nó khó chịu đến nỗi làm cho người ăn tưởng bị trúng độc. Chỉ cần nếm một miếng thôi, người ăn sẽ được ban sức mạnh của ác quỷ, và mỗi trái đều mang trong mình những sức mạnh đặc biệt khác nhau. Các nhà khoa học của Green Line cũng đã chứng minh được việc chuyển giao khả năng của trái ác quỷ. Nếu một người ăn nhiều trái thì cơ thể anh ta sẽ phát nổ mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Theo như họ giải thích là mỗi trái ác quỷ sẽ chứa đựng một linh hồn ác quỷ. Nếu ta ăn hai trái thì trong cơ thể sẽ có hai con quỷ tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Điều đó sẽ khiến cơ thể không tự kiểm soát được mà nổ tung dẫn đến cái chết của người sử dụng. Có một quy tắc thú vị về trái cây ác quỷ trong One Piece, đó là nếu người ăn trái ác quỷ chết đi thì quả đó sẽ xuất hiện trở lại vào đâu đó trên thế giới. Những người sau đã ăn trái ác quỷ và đã hy sinh. Thứ 10, dâu trắng. Dâu trắng hay còn được biết đến với cái tên Edward Newgate, ông từng là thuyền trưởng của băng hải tặc dâu trắng cũng như là một trong các tứ hoàng và được biết đến với cái tên người đàn ông mạnh nhất thế giới. Dâu trắng ăn trái ác quỷ hệ Paramecia là Gura Gura no Mi. Với sức mạnh của trái ác quỷ này, dâu trắng có thể tạo ra nhiều sóng xúc kích cực kỳ mạnh bằng cách đấm vào không trung. Những sóng xúc kích sau đó sẽ được hướng vào mặt đất và gây ra động đất, còn dưới biển thì sẽ sinh ra sóng thần hay dùng để tấn công nhiều kẻ thù cùng một lúc. Trong cuộc chiến tại trụ sở hải quân Marineford, vì cố gắng giải thoát cho Ace, ông đã lách phải rất nhiều vết thương chí tử từ vô số kẻ thù và đã chấm dứt cuộc đời dưới tay dâu đen và đồng bọn của hắn. Sau khi ông chết, sức mạnh của trái cây ác quỷ đã bị tước đoạt bởi một cách nào đó không rõ bởi dâu đen. Thứ 9, Ace. Bogardi Ace có tên thật là Goldie Ace, có biệt danh là Ace Hỏa Quyền, là con trai của vua hải tặc Goldie Roger và là đội trưởng đội 2 của băng hải tặc dâu trắng. Ace sở hữu một trái ác quỷ thuộc hệ Logia có tên là Mera Mera no Mi, từ đó đem lại cho anh ta khả năng tạo ra cũng như điều khiển được lửa theo ý thích. Phong cách chính của anh ta là tạo ra ngọn lửa rồi tung một cú đấm với ngọn lửa đó. Sau cái chết của Ace, trái Mera Mera no Mi xuất hiện trở lại và bị nhóm Doflamingo chiếm đoạt. Chúng đã dùng nó để treo giải thưởng cho giải đấu tại đấu trường Red Rosa. Cuối cùng, Sabo thay cho Ruffy tham gia giải đấu và trở thành chủ sở hữu mới nhất của trái Mera Mera. Thứ 8, mẹ Camel. Mẹ Camel hay còn được biết đến với biệt danh Phù Thủy Núi. Bà ta sở hữu một trái ác quỷ có tên là Soru Soru, từ đó nó cho bà ta khả năng điều khiển và thao túng linh hồn theo ý thích, cũng như chuyển linh hồn đã hút được vào những vật vô tri vô giác để biến chúng thành những tay sai. Với vẻ ngoài thì như một bà già sơ nhân hậu, luôn tỏ ra quan tâm và chăm sóc cho những trẻ mồ côi cơ nhỡ, nhưng thực chất mụ ta là một con mụ tú bà chuyên buôn bán trẻ con để kiếm lời. Còn về cái chết của mụ thì nó theo đúng như cái câu nói ông bà ta đã để lại, đó là sinh nghề tử nghiệp. Bà ta đã tìm thấy một con mồi vô cùng tiềm năng có tên là Charlotte Lilin, một con bé điên loạn với sức mạnh khủng khiếp. Cứ ngỡ sẽ được rửa tay gác kiếm, hạ cánh an toàn sau khi thanh toán được cục vàng bự này, nên bà ta đã chăm sóc và nuôi nấng hết mình cho Big Mom. Tuy nhiên, vào đúng cái ngày thu hoạch thì mớ tiền bự lại trở nên điên loạn và nuốt chửng bà ta. Thứ 7, Absalom. Trái ác quỷ Suke Suke no Mi mang lại cho người dùng khả năng tàng hình bản thân và cả những thứ đang tiếp xúc với mình như quần áo, mũ, giày dép. Nhờ khả năng tuyệt vời này mà cấp dưới của Gecko Moria là Absalom, chủ nhân đầu tiên của trái Suke, có thể ẩn náu, nghe lén, bắt cóc và thực hiện hành động đen tối của một kẻ hám gái. Bản thân Sanji từng chia sẻ rằng anh rất muốn sở hữu năng lực tàng hình để trở thành một siêu anh hùng, nhưng sự thật là Sanji chỉ muốn dùng nó để vào nhìn trộm phòng tắm nữ mà thôi. Bây giờ, Absalom đã chết và chủ nhân hiện tại của trái Suke Suke là Shiryu, tư lệnh sư đoàn 2 của băng dâu đen. Thứ 6, Kozuki Toki. Trái quỷ Toki Toki được biết là thuộc sở hữu của Kozuki Toki, vợ lãnh chúa Oden của Wano Quốc. Theo chuyện kể lại thì cách đây 20 năm, lãnh chúa Oden đã bị tứ hoàng Kaido và các tên qua lại bẩn thỉu của Wano truy sát vì những chính sách không vừa lòng chúng. Oden và các gia thần trung thành đã bị chúng thiêu sống trong sự chứng kiến của mọi người. Trong lúc nguy cấp đó thì mẹ Hijori là phu nhân Toki sử dụng năng lực trái ác quỷ Toki Toki của mình đưa Kinemon và mọi người đến tương lai, cứu gia tộc Kozuki khỏi sự diệt vong. Nhờ vậy, trái ác quỷ Toki Toki có năng lực du hành thời gian, giúp người dùng có thể di chuyển đến một khoảng thời gian nhất định trong tương lai. Thứ 5, Kurozumi Sebimaru. Sebimaru là một thành viên của gia tộc Kurozumi và là người ủng hộ trên kế hoạch của Orochi. Sebimaru là một ông già ăn trái ác quỷ Barabara no Mi, một trái ác quỷ thuộc hệ Paramecia, cho phép ông ta tạo ra rào chắn theo ý muốn. Với khả năng này, ông ta dễ dàng tạo ra rào chắn bảo vệ Orochi trước sự tấn công và giận dữ của Oden. Không hiểu sao Sebimaru chết và trái ác quỷ được chuyển sang cho Bartolomeo. Thứ 4, Kurozumi Higurashi. Higurashi là một thành viên của gia tộc Kurozumi và là người hỗ trợ lớn cho Orochi. Bà ta đã bị giết chết bởi Kaido vì sự gián đoạn của bà ta trong cuộc chiến của Kaido với Oden.
Higurashi ăn trái Mane Mane no Mi, một trái cây ác quỷ thuộc hệ Paramecia, cho phép bà ta tái tạo hoàn hảo ngoại hình của người khác. Bà ta sử dụng trái cây này để đánh lừa chính quyền Wano bằng cách đóng giả Kozuki Oden và Shukijaki, sử dụng hình ảnh của họ để được Orochi lên chức Shogun. Bà ta cũng sử dụng khả năng này một cách hiệu quả trong chiến trường, cải trang thành Momonosuke để đánh lạc hướng Oden. Thứ ba, Smiley. Smiley là thú cưng của Caesar Cloud. Nó được tạo ra bằng cách thu thập và nén khí độc H2S lan truyền khắp băng Azad và sử dụng nó trong quá trình hoàn thành trái ác quỷ doan của Vegapunk để biến nó thành hiện thực. Smiley đã tiêu thụ Sara Saranomi, loại hình Asolot. Đó cũng là điều đã mang lại cho Smiley sự sống và tình cảm. Tuy nhiên, với thành phần độc đáo của nó, rất có thể nó chỉ có thể là một dạng lai tạo, chứ không phải là một dạng đầy đủ của cái thú. Thứ hai, Monet. Monet từng là thành viên của gia tộc Don Quixote và đồng thời cô cũng là chị gái của Sugar. Cô nàng xinh đẹp này sở hữu một trái ác quỷ có tên là Yuki Yuki, từ đó cho phép cô ta tạo ra cũng như điều khiển tuyết theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, lại thật tiếc cho một hồng nhan, Monet đã bị Caesar Cloud vô tình sát hại trong một màn lừa đảo thế kỷ của anh luật. Khi anh ta đã đánh cháo trái tim của Monet với Smoker, điều đó khiến cho Monet trở thành người phụ nữ sở hữu năng lực của trái ác quỷ đầu tiên bị chết trong One Piece. Thứ nhất, Rocinante. Nhân vật tiếp theo trong danh sách này đó chính là Don Quixote Rocinante, hay còn được biết đến vì bí danh Corazon. Anh là một điệp viên mà chính quyền thế giới cài vào băng hải tặc của Doflamingo. Corazon sở hữu một trái ác quỷ cực kỳ vô dụng trong chiến đấu, đó là trái ác quỷ Nagi Nagi. Nó cho phép anh ta có thể loại bỏ bất cứ loại âm thanh nào trong một không gian nhất định. Corazon đã bị chính tay anh trai mình sát hại. Tuy vậy, anh cũng đã ra đi với một nụ cười trong thanh thản vì anh đã bảo vệ được cậu bé Lo, một cậu bé mà anh hết lòng yêu thương. Còn nói về trái ác quỷ Nagi Nagi thì mình không biết sau này còn có thằng nào vô tình ăn được nó hay không nữa. Nếu thật sự trường hợp đó xảy ra thì mình không còn từ nào hợp hơn bằng chữ nhọn để tặng cho thanh niên xấu số đó cả. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ý kiến của các bạn về video này như thế nào? Hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.